Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam bị u tuyến mang tai. Do sợ mổ nên bệnh nhân đã tìm đến các bài thuốc dân gian, dẫn đến khối u nuôi tốt suốt 11 năm nay. Bệnh nhân là ông C, 60 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. 11 năm trước, mang tay bên trái của ông C xuất hiện u cỡ đầu ngón tay, rồi lớn dần cỡ trái tắc. Nhưng ông vẫn không khám vì sợ mổ. Ông tìm mua cây xạ đen về nấu nước uống hàng ngày nhưng u không tan. Hai năm nay u to nhanh và gia đình khuyên ông sang Singapore mổ nhưng ông vẫn sợ biến chứng liệt mặt, mất giọng nói nên tiếp tục do dự. Cho tới khi khối u khiến ông cảm thấy khó chịu, ông mới đi khám. Tại bệnh viện đa khoa tâm anh thành phố hồ chí minh, sau khi thăm khám cho bệnh nhân, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 đoàn minh trông đơn vị đầu mặt cổ cho hay. Bệnh nhân bị u tuyến mang tai ở cả hai bên với kích thước u bên trái 12 cm, bên phải 3 cm. Sau khi được tư vấn mức độ nguy hiểm của khối u nếu không loại bỏ, bệnh nhân đã đồng ý phẫu thuật. Bác sĩ Minh Trông và ekip bác sĩ đơn vị đầu mặt cổ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Sau khi rạch ra, các bác sĩ nhìn thấy khối u đã 11 năm nên đã bám chặt vào dây thần kinh mặt và các mô tuyến mang tai. Sau 2 tiếng, ekip đã tách dây thần kinh mặt mỏng như sợi chỉ ra khỏi u khổng lồ và mô tuyến mang tai. Sau đó bóc tách khối u tuyến mang tai trái, mang tai phải, cắt bớt da thừa và may thẩm mỹ. Bác sĩ Đoàn Minh Trọng cho biết, u tuyến mang tai là sự phát triển mạnh mẽ của các tế bào dẫn đến khối u lành tính hoặc ác tính, thường không đau. Các tuyến nước bọt trên cơ thể, gồm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm dưới lưỡi và các tuyến phụ trong khoang miệng. U tuyến mang tai chiếm 80% các khối u tuyến nước bọt, trong đó 20% ác tính. Các u lành tính kích thước lớn gây khó nuốt, chèn ép dây thần kinh mặt dẫn đến liệt mặt. Đa số các khối u mang tai dù lành hay ác đều có chỉ định phẫu thuật, mức độ phẫu thuật sẽ dựa vào bản chất khối u và khuyến cáo của bác sĩ phẫu thuật khối u mang tai phức tạp chỉ một số ít bệnh viện thực hiện được bởi dây thần kinh số 7 chi phối vận động cơ mặt các thao tác phẫu thuật phải tỉ mỉ chính xác bảo tồn đủ năm nhánh dây thần kinh mặt nếu phẫu thuật viên không cẩn thận sẽ bị gây đứt dẫn đến liệt mặt người bệnh không nhắm mắt ngậm miệng hay biểu hiện cảm xúc được cây xạ đen ở việt nam có rất nhiều loại nghiên cứu chưa đầy đủ sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình sử dụng do vậy người bệnh cần có sự hướng dẫn điều trị từ nhân viên y tế trước khi dùng lá xạ đen để phòng và điều trị bệnh các nghiên cứu trên thế giới về hiệu quả điều trị cây xạ đen cũng còn ở quy mô nhỏ. Đặc biệt chưa có nghiên cứu trên người nên thận trọng khi sử dụng. Bác sĩ Minh Trọng khuyên rằng người dân không tự ý dùng các loại lá cây để điều trị khối u. Khi cơ thể có u nên đi khám bác sĩ để được tư vấn và điều trị hiệu quả. Xạ đen còn có tên gọi khác là cây bách giải, cây bạch vạn hoa, cây đồng chiều, đơn lá chè hoặc cây ung thư. Xạ đen được coi là một dược liệu tự nhiên và tương đối lành tính, thế nhưng việc sử dụng xạ đen vẫn cần tuân thủ đúng liều lượng và cách sử dụng để tránh những tác động không mong muốn có thể xảy ra. Các chuyên gia đã đưa ra một số lưu ý về việc sử dụng xạ đen bao gồm tác dụng phụ. Dù là loại dược liệu tự nhiên, việc dùng xạ đen sai cách và liều lượng vẫn có thể gây ra các tác dụng phụ như đầy bụng, chóng mặt, tiêu chảy, buồn ngủ và tương tác thuốc. Do đó, trước khi sử dụng xạ đen, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn và có hướng dẫn sử dụng phù hợp. Tương tác thuốc, nếu bạn đang dùng các loại thuốc tây hoặc đang điều trị ung thư, hãy đảm bảo uống nước xả dạ đen và uống cách nhau ít nhất 30 phút để tránh tương tác thuốc và đạt được hiệu quả tốt. Nhóm người không nên dùng gồm người bị bệnh thận, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi được khuyến cáo không nên sử dụng xả dạ đen để đảm bảo an toàn.